sự truyền lại di tích lịch sử, văn hóa, đền thánh cả, làng viên cư, thờ Trấn Vũ Đế Quân Nam Thiên đệ nhất, danh thần hay còn gọi là Huyền Thiên Trấn Vũ, là một trong bốn vị tối tú, tối linh hiện đang thờ ở Thăng Long, Tứ Giám. Theo lịch sử di tích và các sách, vua phong ngôi đền có cách đây trên 600 năm, là nơi dân làng và khách thập phương thực hiện tín ngưỡng tôn giáo, tỏ lòng thành kính đối với các bậc thánh thần của dân tộc. Kính thưa các vị đại biểu, ngày nay dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự điều hành của nhà nước, nhân dân được hưởng hòa bình, hạnh phúc, ấm no, mọi hoạt động tín ngưỡng tôn giáo đều được coi trọng và phát huy. Chính vì vậy, năm Giáp Thìn 2024 được sự đồng ý của Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ban Khánh Thiết Di tích cùng toàn thể nhân dân long trọng tổ chức lễ hội kỷ phúc ngày sinh thánh mùng 3 tháng 3, tấu dâng lên Đức Thánh các vị chư thần, vị thần hoàng làng để cầu mong một năm mưa thuận gió hòa, nhân làng yên cư và các quý khách thập phương một năm thường hòa, hạ mục, văn nhân đăng khoa, võ nhân đăng trần, sĩ nông công thương, đa tài, đa lộc. Kính thưa các vị đại biểu, trong ngày vui hội làng, tổ chức trân trọng, tôi cảm ơn các vị đại biểu, đại diện cho các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, các vị đại biểu đã nghỉ hưu trong toàn xã về dân hương, các cụ, các ông, các bà, ban khánh thiết các di tích lịch sử văn hóa trong xã, đại diện các dòng họ trong làng đã về con quê hương, công tác xa không về dự hội đã có lễ quà để mừng lễ hội. Cảm ơn toàn thể nhân dân già và lực lượng trai tráng trong làng thiếu phụ đã nhiệt tình tham gia hoạt động để lễ hội thành công tốt đẹp. Nhân dịp này, ban quản lý di tích đền thánh cả làng Yên Cư trân trọng ghi nhận và cảm ơn tấm lòng hảo tâm công đức của nhân dân đã kiến cúng về đền để có được cơ sở vật chất ngày hôm nay. Kính thưa các vị đại biểu, kính thưa các quý khách, thánh cư chúng ta rất niềm tự hào và rất vinh dự là ngày 15 tháng 3 năm 1959, Bác Hồ về thăm đồng bào và công tác đào ngoại chống hạn để phát triển sản xuất, nâng cao đời sống nhân dân. Ai cũng được học hành, ai cũng được hạnh phúc, nhân dân ấm no, làng dân cư chúng ta lại được vinh dự, được thờ đền Đức Thánh Cả, là huyền thân chân vũ, che chở cho toàn nhân dân được khỏe mạnh, con cháu học tập thành đạt, tài sản xuất gặp nhiều may mắn, cây cối tốt tươi, chăn nuôi phát triển, nhà nhà hạnh phúc, ấm no. Tôi xin khai mạc cho hội làng, xin kính chúc toàn thể các vị đại biểu mạnh khỏe, chúc toàn thể nhân dân chúng ta hạnh phúc và thành đạt. Xin chân thành cảm ơn. Cây có gốc nảy canh xanh ngọn, nước có nguồn bê cả sông sâu, người ta sinh trưởng bởi đâu. Ta sinh nghi trường bởi đâu, gốc nghi là tiên tổ ân sâu rõ ràng, sinh ra con cháu mê các hàng quê hoè thịnh vượng,
thọ trường phương anh hôm nay, nhân tiết ngày lành cháu con thiết lễ tâm thành sân lên. Chim tung cánh nương nhờ có tổ ngâm trần hoan, trăm mỹ họ gian lao nhớ câu bách điều quy sao, trăm mi khe ngàn suối dồn vào một sông. Ơn tiên tổ vun trồng cây đức tựa tinh thần, văng vắc ngàn thu nhớ câu âm thủy nguyên tư, ngọt nì mà không gốc cơ đồ vững sao. Ngọt nì mà không gốc thời cơ đồ vững sao. Nhớ tổ tiên đời đời mê hương khói cửa họ ta, dòng mì sói châm anh ngày nay nức tiếng thơm xanh. Ơn ni ai vun sới cho cành nở hoa. Đức sáng soi sơn hà cầm tú đức sáng cùng vũ trụ bao la đuốc thiêng sáng soi lòng ta. Ơn ý dòng xưa mẹ công cha ái tây. Thuyền cập bến nhờ tay người lái ơn mở đường, dẫn y lối từ xưa nhớ ơn bành tổ cao dày. Nhờ ơn có tổ như cây có cành. Bành nhì tổ cao dày, nhờ ơn có tổ như cây có cành. Tuy không được trường sinh mi vĩnh tuế cũng mở đường cho thế hệ mai sau trăm năm một cuộc bế dâu. Tóc mi xanh rồi cũng bạc nghi đầu không xa. Chim không tổ như
nhà không mái nhớ tổ tiên. Ruột nhìn rồi từng phen hỏi rằng người ở cung tiên nay về thoái phủ chơi miền sang tân. Tây trúc tòa sen định sinh chắc sáng về miền sương san. Thăm con cháu, thăm làng xóm cũ, thăm phố phường, dòng họ gần xa nơi ăn chốn ở trong nhà, suy thời phù hộ thịnh đà mừng vui. Ứng mộng chiêm biết người hiền hiện thiết lỗ nhang, phụng sự tại gia có không ở tại lòng ta không mi mà vẫn có ấy là phép thần. Dẫu bạc chảy tiền dòng cũng hết thác đi rồi, con nghĩ biết chi đâu muốn sang, ta phải bắc cầu muốn ăn quả ngọt, phải bảo nhau phun trồng. Nay thiết lập kể công mi ơn đức tâm lòng thành, lễ bạc kính dâng sai bày mấy khúc ca văn ni, nguyện xin tiên tổ lai lâm hộ trì con sai bày mấy khúc ca văn, nguyện xin tiên tổ lai lâm chi.
được người thiên thượng nhóm bà nhóm bà nhóm. Thank you.
Thank you.
tiến được. Đồng cung duy thiếu hoa phụ
nhân dân đạo trung ương linh phủ tôn thần vị tiền thương cảnh thần hoàng ngọc liệt tàn miễn ứng uy linh danh đặc dực báo trung ương linh phủ tôn thần vị tiền quan trang giấy phủ nhân nhân uyển dực báo trung ương linh phủ tôn thần vị tiền thiên quan minh chiếu tích quốc thương nghi thần chính dục báo trung ương linh phủ trung đảng tôn thần vị tiền hòa diễn phổ hoa dục báo trung ương linh phủ tôn thần vị tiền anh đoan trắng uy định hóa đoan túc thương nghi dục báo trung ương trung đảng tôn thần vị tiền bản tứ tả hữu tôn thần chư vị chữ giả tôn thần đồng giám lâm thường hợp chư vị thần linh phổ điệu đồng giám lâm thường cung duy tôn thần tối tu tối linh văn đo tánh thần dương dương tài thượng linh thành biên mai ưu giác thân bảo hoàng trường tai thiên tổ chi hùng uy thách trạng hộ quốc chi danh lịch triều bảo chiêu bảo phong gia sơn tử họ từ vũ huy hoàng quế thuật xuân thiên tác tình lễ yêu nhất thánh sinh ngưỡng vọng linh thông thần tài chiêu âm phổ quốc thái dân an đồng dân tôn đảng an khang thịnh vượng thượng hòa hạ một văn nhân đăng khoa văn nhân thăng trần sĩ nông công thương đa tài đa lộc vạn sự phát đạt bình an tâu rằng đánh cả anh lê dân đồng công cùng sầu an khảo trường tồn bách kinh phổ vinh hoa chẳng bao yeah.
ẩm thực phố
toàn thể nhân dân và bà con, các vị đại biểu. Lễ hội Kỳ Phúc làng Yên Cư thờ ông Huyền Thương Trân Vũ là hội truyền thống của làng Yên Cư. Hàng năm vào mùng 3 tháng 3 là ngày sinh của ông Huyền Thương Trân Vũ. Lễ hội làng chúng tôi làm thế nào để phát huy cái truyền thống văn hóa, bản sắc dân tộc, mỗi ngày một phát triển. Năm nay là tốt hơn năm trước. Làm thế nào đấy để cho các con cháu đi khắp mọi nơi hướng về tâm linh, nơi có cội nguồn, để chúng ta học tập công tác mọi nơi thành đạt và làm ăn tiến bộ. Thay mặt cho làng, chúng tôi xin kính chúc các vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân mạnh khỏe, an khang, thịnh vượng, hạnh phúc, thành đạt trong cuộc sống, các con các cháu học tập công tác tiến bộ. Xin chân thành cảm ơn.